Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa lâu đời, nổi tiếng với câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến. Về Hưng Yên, du khách không chỉ được đắm mình trong quần thể di tích lịch sử văn hóa mà còn được thưởng thức đặc sản nổi tiếng như nhãn lồng Hà Sen, mật ong bốn thang. Các làng nghề truyền thống nơi đây cũng hấp dẫn với nhiều nét riêng lôi cuốn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá những làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Hưng Yên. Làng Hương Thôn Cao, cách Hà Nội khoảng 40 km, thuộc địa phận xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nằm sát ngay đê tả ngạn sông Hồng. Đây là một trong những làng nghề làm hương lớn nhất cả nước. Đến làng Hương Thôn Cao, khắp mọi nẻo đường đều trải dài những loại hương đủ màu, phảng phất mùi hương của thuốc bắc và thảo mộc. Những bó tam hương màu đỏ tươi xòe ra như những đóa hoa đang phơi mình đón nắng. Nơi đây được xem là cái nôi của nghề làm hương truyền thống lâu đời ở Việt Nam. Theo tương truyền, vào thế kỷ 18, bà Đào Thị Khương đi buôn bán và học được nghề làm hương. Khi trở về đã truyền dạy lại cho người dân trong làng. Vì vậy, ngày 22 tháng 8 âm lịch hàng năm được coi là ngày giỗ tổ của làng, cũng như là ngày tưởng nhớ công ơn lớn lao của bà Đào Thị Khương. Hiện nay thôn Cao có khoảng gần 200 hộ gia đình còn giữ được nghề làm hương truyền thống. Trải qua gần 300 năm với bao biến thiên lịch sử, hương làng Cao vẫn ngát thơm, vẫn lan tỏa và in sâu trong tâm thức nhiều người Việt. Một sợi dây thiêng liêng kết nối con người với trời đất, với tổ tiên, với những người đã khuất. Nghề làm hương làng Cao liên quan đến thế giới tâm linh, nên cái tâm làm nghề không cho phép cầu thả, làm gian dối kém chất lượng. Bởi vậy, người làng Cao rất cầu kỳ ở mỗi công đoạn sản xuất để làm ra những nén hương. Người làm hương Thôn Cao tránh đưa hương qua lửa, vì như thế hương sẽ bị bất mùi, giảm chất lượng. Vì vậy, những ngày nắng hanh là thời tiết vàng của những người làm hương. Thông thường, trời nắng thì phơi hương một ngày, trời râm thì 2-3 ngày. Ở Thôn Cao, người thợ có thể làm ra nhiều loại hương đặc biệt như hương vòng có đường kính 50cm hay hương vòng có thời gian cháy tới 24 giờ. Nếu khách đặt các loại hương nén cháy với thời gian lâu hơn thì họ cũng sản xuất. Hương cháy chậm hay nhanh phụ thuộc vào kỹ thuật pha chế nguyên liệu. Mỗi dòng họ hay mỗi gia đình làm hương ở Cao Thôn đều truyền 4 đến 5 đời nay, và mỗi nhà lại có một bài thảo mộc riêng, làm nên mùi hương đặc trưng riêng, làm nên hồn cốt của mỗi thương hiệu hương. Nguyên liệu làm hương chủ yếu là các loại thảo mộc như trầm, ngâu, huỳnh đàn, hồi, quế, thục, tùng, trắc, nhục đậu. Nhưng mỗi cơ sở làm nghề lại có cách sáng tạo riêng để tạo ra mùi hương đặc trưng cho sản phẩm của mình. Không như một số làng nghề khác sử dụng hóa chất để tăng mùi thơm, làm nghề hương Thôn Cao làm bằng 100% thuốc bắc thân thiện với môi trường và sức khỏe, hoàn toàn không sử dụng một chút hóa chất nào. Ngay cả keo dùng để kết dính nguyên liệu, tạo hình cho nét hương, vòng hương cũng được làm từ các nguyên liệu tự nhiên nhằm an toàn cho người sản xuất và người sử dụng. Trước đây, hương chủ yếu được làm thủ công. Một người thợ lành nghề mỗi giờ cuốn được khoảng 100 nén. Nhưng nay, nhờ đầu tư máy móc hiện đại, mỗi công nhân có thể sản xuất được 3 vạn nén hương một ngày. Thôn Cao trở thành làng nghề sản xuất hương lớn nhất miền Bắc. Các sản phẩm hương vòng, hương nén, hương xào được tiêu thụ rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Campuchia, Ấn Độ, Trung Quốc. Trải qua hàng trăm năm tồn tại và phát triển, hương Thôn Cao vẫn luôn được đánh giá là một trong những sản phẩm tâm linh quý giá mà không có nơi nào sánh được. Làng Tất Viên, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 km. Hiện vẫn còn nhiều ngôi nhà giữ được nét cổ kính của làng quê Bắc Bộ. Đây là làng nghề nổi tiếng với nghề đan đó truyền thống hơn 200 năm tuổi. Với những hình ảnh đặc sắc, hiếm nơi nào còn lưu giữ được, đến đây cũng là nơi truyền cảm hứng sáng tạo nghệ thuật vô tận cho nhiều nhiếp ảnh gia. Nghề đan đó có từ xa xưa, gắn liền với hoạt động nông nghiệp của người dân. Hiện nay, nghề đan đó ở Thủ Sĩ tập trung ở hai làng Nội Lăng và Tất Viên. Làng nghề đan đó xã Thủ Sĩ không ồn ào, náo nhiệt như trung tâm phố thị, mà làng nghề khoác lên mình chiếc áo của một không gian thanh bình và bình dị như chính sản phẩm mà họ tạo ra. Đến với làng nghề đan đó, du khách sẽ bắt gặp những chiếc đó được kết thành từng chùm như những bông hoa, chất trên chiếc xe đạp thổ, hình ảnh các cụ già bó mém, nhai trầu, đang ngồi chẻ tre, đan lát trước sân. Bạn sẽ được nghe kể những câu chuyện về nghề được vót nan đan đó để có thể cảm nhận sâu sắc hơn về nét đẹp làng quê Bắc Bộ. Dụng cụ đánh bắt cá, tôm gắn liền với đời sống của người nông dân Việt Nam từ xa xưa. Ngoài đan đó, người dân làng Thủ Sĩ còn làm các dụng cụ mây che đan,
như là đơm lờ, dậm. Do đó, có nhiều công đoạn, một công việc đòi hỏi sự nhẫn nại tỉ mỉ. Để sản phẩm trở nên đẹp và bền, các cụ cao niên trong làng chia sẻ một bí kíp, đó chính là treo các thành phẩm lên các bếp để tránh mối mọt. Khi có khói án vào, thời gian sau, đó giỏ sẽ lên màu đậm hơn. Giờ đây tuy không còn được người nông dân sử dụng nhiều để đánh bắt tôm cá, nhưng số lượng đơn hàng vẫn tăng vì nhu cầu trang trí đơm đó tại các nhà hàng cửa hiệu hay dùng làm đạo cụ quay phim tương đối lớn. Các sản phẩm của làng Thủ Sĩ không chỉ đi từ Bắc tới Nam mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài như Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc. Do họ cũng yêu thích nét đẹp mang đậm chất Việt, tuy không còn là nguồn thu nhập chính, nhưng người dân trong làng mỗi khi rảnh vẫn thường xuyên đan đó. Lớp trẻ như thanh niên và học sinh vẫn được học và thực hành nghề của làng để gìn giữ và lưu truyền. Về thăm làng nghề Thủ Sĩ Hưng Yên là một ý tưởng tuyệt vời cho những ai đang muốn tạm xa cuộc sống đô thành, tìm về miền quê bình yên và khám phá những điều bình dị. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương là món ăn truyền thống của người Việt. Tương đi vào lòng người không chỉ bởi câu hát du dương của các bà, các mẹ mà còn nhờ hương vị đậm đà được nhiều người yêu thích. Dân gian có câu, cốm vòng, gạo tám mễ trì, tương bần hung láng, còn gì ngon hơn. Câu ca dao trên ca ngợi các món ẩm thực vô cùng đặc sắc, trong đó có tương bần Hương Yên dùng để tiến vua thời xưa. Làng nghề tương bần Hương Yên thuộc thị trấn Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hảo, nằm cách Hà Nội khoảng 30 km, ngay sát quốc lộ 5 trên tuyến đường giao thông tấp nập kết nối Hà Nội Hải Phòng. Ngay khi đặt chân đến ngôi làng này, bạn sẽ lạc vào khung cảnh ấn tượng của những chiếc chum lớn xếp ngay hàng thẳng lối, trong đó chứa đựng thứ nước chấm khiến vạn người phải say mê. Nước ta có nhiều địa phương làm tương ngon và nổi tiếng, nhưng tương bần vẫn là thứ đặc sản đắm say lòng người. Nói về nguồn gốc lịch sử tương làng Bần Hương Yên, các cụ cao niên nơi đây kể lại, nghề làm tương bần Hương Yên đã có khoảng từ thế kỷ 19 và mùa tương tại làng Bần, nhà nào cũng làm một vài hũ tương lớn để sử dụng quanh năm và chính thức được kinh doanh buôn bán thương mại từ khoảng thế kỷ 20. Tương bần Hương Yên được làm từ nếp cái hoa vàng, đỗ tương và muối, trải qua các công đoạn tỉ mỉ từ nấu gạo nếp thành xôi, sau đó làm mốc, ngả đỗ cho lên màu vàng đỏ cùng muối phơi nắng. Thời gian trung bình để nấu được một mẻ tương mất tầm khoảng 1 đến 2 tháng. Thời gian tương bần đạt độ chín nhanh hay lâu tùy thuộc khá nhiều vào thời tiết nắng nhiều hay không. Nắng luôn là yếu tố quan trọng quyết định đến hương vị thơm ngon của tương bần. Nắng càng to thì tương chín càng sánh vàng. Nếu nắng yếu, tương sẽ bị xỉn màu, mùi thơm ít hơn và lâu gấu. Vì thế mà mùa hè chính là thời điểm làm tương bần lý tưởng nhất. Tương ở đây có màu vàng như mật đặc trưng, vị ngọt thơm và khi ăn có cảm giác hơi ngậy, chấm cùng rau muống, bánh đúc hay thịt luộc thì ngon hết sảy. Đặt chân đến làng nghề tương bần Hưng Yên, du khách sẽ bắt gặp được cả dãy phố bán tương, nhà nhà làm tương. Có nhiều quầy bán ngay tại nhà, có quầy lại thuê mặt bằng lớn. Tương bần ở đây đều được các hộ gia đình trong làng sản xuất. Nếu có dịp đặt chân đến đây, du khách sẽ được những người dân bên khách dẫn đi tham quan thực tế tại các cơ sở làm tương truyền thống, từ đó hiểu hơn về quy trình làm nên một món nước chấm thơm ngon khó cưỡng, được hòa mình vào không khí yên bình của làng quê. Cũng tại thị xã Mỹ Hảo, xin mời quý vị và các bạn đến thăm làng nghề mộc Mỹ Nghệ, xã Hòa Phong. Từ xưa, xã Hòa Phong có nghề truyền thống là làm cây bừa, nhưng quá trình cơ giới hóa nông nghiệp phát triển, nhu cầu sử dụng cây bừa giảm mạnh. Bởi vậy, hơn 20 năm trở lại đây, những người thợ làm cây bừa trong xã đều phải tìm hướng đi khác cho mình. Đây chính là thời điểm mà các nghề mộc dân dụng, mộc Mỹ Nghệ bắt đầu phát triển tại đất Hòa Phong. Hiện nay, làng nghề mộc Hòa Phong chủ yếu làm cầu thang gỗ, bàn ghế, đồ gỗ Mỹ Nghệ, đồ thờ và các chi tiết hoa văn phục vụ cho các công trình công cộng và nhà dân. Toàn xã Hòa Phong hiện có trên 100 xưởng mộc lớn nhỏ, trong đó tập trung nhiều ở các thôn Vân Dương, Thuần Mỹ, Phúc Miếu và Hòa Lạc. Mỗi làng phát triển nghề mộc theo một thế mạnh riêng. Làng Phúc Thọ phát triển nghề mộc dân dụng, làng Phúc Miếu chuyên chạm khắc phục vụ các công trình trong nước và một số nước bạn. Từ những cây gỗ với hình khối đồ sộ chắc chắn, dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của mình, những người thợ Hòa Phong đã tạo nên những sản phẩm gỗ Mỹ Nghệ thực sự tinh xảo, kỳ công và hấp dẫn. Để có được sản phẩm hoàn chỉnh, quá trình sản xuất được chia làm 4 công đoạn. Mỗi công đoạn đều có vai trò riêng, trong đó bước tạo hình được xem là công đoạn khó nhất, tạo nên nét đặc trưng của nghề mộc. Thứ nhất là việc chọn gỗ. Khâu chọn gỗ vô cùng quan trọng trong việc chọn ra một sản phẩm
đảm bảo về chất lượng cũng như về mỹ thuật. Sau đó là việc phác thảo bố cục tạo hình. Công đoạn này đòi hỏi trí tưởng tượng phong phú và óc sáng tạo của người thợ. Tiếp đó là công đoạn đục thô và cuối cùng là chạm tinh. Đây là công đoạn đòi hỏi sự cần cù, tỉ mỉ và đôi bàn tay khéo léo của người thợ. Những năm gần đây, sản phẩm mộc của xã Hòa Phong được nâng cao, có uy tín trên thị trường nên được nhiều khách hàng ngoài tỉnh và nước ngoài đến đặt mua. Đồ gỗ Hòa Phong có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Quảng Ninh và một số nước Lào, Trung Quốc. Sản phẩm mộc đa dạng, tập trung vào các nhóm hàng salon Âu Á, chạm khắc cây cảnh, con giống và các đồ gia dụng. Hiện nay, du lịch làng nghề đang là xu hướng lựa chọn của nhiều du khách. Nằm trong chuyến du lịch với những địa chỉ thu hút du khách như nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ, làng Nôm, chùa Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, làng nghề mộc Hòa Phong là một trong những làng nghề có tiềm năng khai thác phục vụ phát triển du lịch. Điểm dừng chân tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn đến với làng nghề hoa cây cảnh Xuân Quan, huyện Văn Giang, nằm kề bên làng gốm Bát Tràng, cách trung tâm Hà Nội hơn 20 km. Từ một xã thuần nông, Xuân Quan đã trở thành một vùng trồng hoa trẻ nổi tiếng, sánh ngang với những vùng trồng hoa truyền thống của miền Bắc như Mê Linh, Tây Tiểu. Với định hướng phát triển nghề trồng hoa cây cảnh, đến nay xã Xuân Quan có trên 165 hectare chuyên canh trồng hoa, cây cảnh theo mùa, với trên 1,2 nghìn hộ làm nghề, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động ở trong và ngoài xã. Không chỉ đông khách vào các dịp Tết Nguyên đán, mà bất kỳ thời điểm nào trong năm, đến với làng hoa Xuân Quan, du khách sẽ choáng ngợp trước những giỏ hoa cây cảnh nhiều màu sắc treo lơ lửng đẹp mắt. Vựa hoa lớn nhất tỉnh Hưng Yên rất phong phú, đa dạng về chủng loại. Các sản phẩm hoa cây cảnh chủ lực của xã chia thành các nhóm gồm cây trang trí, hàng đèn, hàng thảm, hoa giỏ treo, cây công trình. Hàng năm, các nhà vườn chủ động tìm kiếm và đưa về gieo trồng các giống hoa mới, có phần làm phong phú các chủng loại hoa trên địa bàn xã, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường như dạ yến thảo, cánh kép, hoa hồng ngoại, hoa giấy. Đến mùa thu hoạch, người dân làng hoa không phải trực tiếp đi chợ bán mà các tiểu thương về tận vườn để mua số lượng lớn. Nhiều gia đình có thu nhập từ việc trồng hoa lên đến 1,5 đến 2 tỷ đồng một năm. Theo người dân ở Xuân Quan cho biết, làng nghề hoa cây cảnh có vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp thủ đô Hà Nội, thuận tiện kết nối với một số khu điểm tuyến du lịch sinh thái như khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang, tuyến du lịch nội tỉnh Phú Hiến, Đa Hòa, Dạ Trạch, Hàm Tử Eco Park, tuyến du lịch sinh thái và văn hóa đường sông Phú Hiến, Hà Nội theo sông Hồng. Cùng với đó, làng nghề hoa cây cảnh có cơ hội liên kết với một số trường học, viện nghiên cứu có chuyên môn cao về sản xuất hoa cây cảnh để nâng tầm chất lượng các sản phẩm làng nghề gắn với phát triển du lịch. Lễ hội làng hoa Xuân Quan được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, chính là một điểm nhấn đặc biệt của xứ sở ngàn hoa mà du khách không thể bỏ lỡ. Khi tham gia lễ hội, du khách sẽ được tham quan các khu trưng bày, triển lãm hoa cây cảnh, tha hồ ngắm nhìn không gian hoa với nhiều tiểu cảnh độc đáo mới lạ. Và tiếp thêm kiến thức về các loại nông sản tại làng hoa Xuân Quan, sự kiện nhằm tôn vinh các loại hoa cây cảnh của địa phương cũng như nhiều vùng trong cả nước để thu hút khách du lịch đến làng hoa Xuân Quan, đồng thời quảng bá hình ảnh vẻ đẹp của làng hoa và con người Xuân Quan đến bạn bè khắp cả nước, đề cao giá trị của hoa và những người trồng hoa trong cả nước. Vùng đất Đại Đồng thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên không chỉ nổi tiếng với quần thể di tích làng Đôn nhuốm màu thời gian với hơn 200 năm tuổi đời, hay những ngôi nhà cổ năm gian mang lối kiến trúc đậm nét đặc trưng của làng Việt cổ xưa, mà nơi đây còn tồn tại một báu vật được những người con của làng chung tay gìn giữ qua hàng trăm năm. Đó chính là nghề đúc đồng đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm để ghi dấu ấn trong lịch sử của vùng đất Kinh Bắc, mà mỗi khi nhắc đến, người dân làng Dòng Lộng Thượng không khỏi tự hào về truyền thống quý báu của cha ông. Theo người dân trong làng kể lại, tổ nghề đúc đồng là Khổng Minh Không, quốc sư triều Lý thế kỷ 12, đã dạy nghề đúc đồng cho dân làng. Nhờ tâm huyết của các bậc tiền bối, sản phẩm của làng ngày càng được nhiều người biết đến. Thời điểm những năm 1990, xã Đại Đồng có 4 làng nghề đúc đồng gồm Văn Ổ, Xuân Phao, Lộng Thượng, Bùng Đông. Tuy nhiên, thợ làng Lộng Thượng có tay nghề cao hơn cả và vẫn giữ nghề cho đến ngày nay. Sản phẩm của làng nghề đúc đồng Lộng Thượng đa dạng như đồ thờ cúng, đỉnh, hạc, chân nến, đèn, mâm bổng, bát hương. Ngoài ra cũng có nhiều đồ trang trí nội thất, nguyên liệu chính là đồng phế liệu, chất phụ gia là thiếc và chì, khối lượng không đáng kể.
Để tạo ra một sản phẩm tinh xảo, người thợ phải thành thục 5 kỹ thuật gồm tạo hình, tạo khuôn để đúc thành đồng, pha chế, nấu đồng và rót đồng, chạm khắc trên bề mặt sản phẩm, cuối cùng là đánh bóng. Không chỉ đòi hỏi kỹ thuật, nghề đúc đồng còn đòi hỏi sự tỉ mẩn, tinh xảo, kiên nhẫn và say mê với nghề thì mới cho ra được một sản phẩm hoàn mỹ. Nhờ có sự tổ chức hoàn chỉnh thành một dây chuyền sản xuất, nghề đúc đồng của làng đang ngày càng phát triển. Sản phẩm của làng Lộng Thượng đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Lớp nghệ nhân thợ trẻ trong làng đã bảo tồn và phát huy tinh hoa của thế hệ ông cha đi trước. Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 40 làng nghề đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận thuộc các nhóm sản xuất đồ gỗ Mechelan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may. Cơ khí nhỏ, chế biến bảo quản nông lâm thủy sản, sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh, thủ công mỹ nghệ, xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn. Trải qua bao biến đổi thăng trầm, các làng nghề của tỉnh Hưng Yên đang không ngừng được bảo tồn và phát triển, khoác lên mình sức sống mới, phong phú hơn, hấp dẫn hơn.